Đây xem phần thân vỡ của con tàu nè anh em, toàn bộ hầu như là hư hỏng hết, hoàn toàn chẻ còn gì hết. Đây là cái phần cabin của nó ha, còn cái sạc cabin không, còn cái này cái bình điện nè, motor nè. Hư hết trơn, không còn gì hết, nói chung là nát mem hết hoàn toàn á. Đấy, ở đây có cái hộp đen nữa nè, hư hết. Đây mình quan sát tí xíu rồi mình dẫn anh em mình đi lại nghe chỗ cái phần động cơ chính của con tàu nè. Này là cái 8 Hino ha. Tan tành hết. Đè máy mà nó không bước ra khỏi máy luôn anh em. Máy hộp số đấu vô nó không bước ra luôn. Mới có ngày trời nhìn xét ngầm gớm quá gớm. Đấy, còn dính cái chân đè. Còn cái chân đè nó văng ở đâu. Bên này có cái máy xay đá, máy ghe gù, máy đi, máy hay bóc đá cây, cho nên là nó còn lại cái máy xay đá. Đây đây đây, ở đây còn có cái hộp số nè. Hộp số bứt ra luôn, bứt ra khỏi máy luôn, bởi vì nó đè rồi nó rớt ra là hộp số nó bứt thôi. Lỗ châm nhớt nè, rớt mất ốc luôn. Này nước biển nó vô hư hết trơn. Hộp số thì nó dở anh em, hộp số gì anh xúc rửa lại nó dở, chỉ có máy móc là nó vô trong phần heo bét rồi nó hư tổn hại nặng. Ô trời trời, rồi hộp số nó bứt ra ngay chỗ cái phần đấu vô cái rơ ni đầu trâu rồi nó bứt ra luôn. Ba cái máy 8 Hino này là cái đời lâu lắm rồi nè. Rất là nhiều năm về trước người ta họ mới xài cái dòng 8 Hino thôi, chứ còn khoảng thời gian mà 10 năm 10 năm đổ lại đây mà nghe nói dòng máy 8 là người ta nó ớn tới con mắt luôn. Đấy, hộp số còn dính vô chân vịt tai láp à. Thời tiết ngày hôm nay thì nó khoảng tầm 5-6 so với ngày hôm qua. Ngày hôm qua 10 phần, hôm nay còn 5-6 phần. Hôm nay láng hơn. Đó, anh em thấy tai láp rồi. Tai ba cánh, bốn cánh gì đây, nhưng mà thấy còn có cánh một à. Gãy luôn. Không còn gì. Mạnh mạnh ra hết rồi nha. Vỡ ra mạnh mạnh, phần cây dán là coi như là thành củi hết rồi đó, không có xài được gì hết đó. Chỉ còn mấy cái máy thì bán lại nhôm nhựa cho mấy anh thợ máy, mấy anh tận dụng gì đó thôi, còn là hư hỏng là hoàn toàn. Lưới nè, trên ghe còn có lưới chuồng, lưới đồ nữa nè. Lưới thấy còn đâu có dài tấm à. Xỏ nè, xỏ đè giang gì quýnh gãy nát mem hết trơn. Nguyên nhân ban đầu là khóe nước nha anh em, khóe nước nó vô ở trong ghe rất là nhiều nước luôn, rồi nó chết chết cái máy chạy luôn. Cho không 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 hẳn cái máy chạy nó bị hư nha. Phá nước vô nó hư máy chạy luôn, nước nó vô nó ngập đè luôn. Ngập đè, ngập máy, hư máy, nghẹn máy luôn, chạy cho tới lúc nghẹn luôn. Đè gian rồi dúng nó như hàng rào siêu quẹo vậy anh em, hư hết, không còn gì. Bê bọng gãy nát bét hết. Phần này là phần mơ lường nha.
lường cây dáng cũng dày ghê. Hồi xưa mà ghê, hồi xưa đây phần khi sửa lại là mấy cái phần mơ lường nó còn dáng mơ lường dáng bê rồi, đây phần nó cũ nhưng mà bê nó còn lại sử dụng tận dụng hết, giờ hư nát bếp nó dần nó giật tè le tét lét hết, này ra thành từng mảnh luôn chứ không còn từng miếng nữa nha nè. Đấy, bạc nhựa đóng hầm rồi nó bung ra hết xốp thiên điện rồi gì tứ lung tung, mấy này bỏ hết củi hết chứ làm gì đâu. Đấy, thiên điện bay đầy bãi luôn. Nhìn cảnh mệt mỏi quá, tồi quá anh em. Này còn sót lại cái dèm thì nó chịu nước rồi cho nên cái nó cứ quằn quằn rồi quắt quắt đó cho nên nó còn đây. Sót lại dèm bụng cũ quá. Lúc đầu là mình nghĩ trước mấy múc lại nó múc ao vô nhưng mà thật sự là không có cứu quản được, chỉ lại nó sắn xuống là múc mấy cái máy lên thôi. Này anh chạy tới hai máy luôn đấy, một cái bình điện kia là đấu vô cái máy chạy, một cái bình điện đây đấu vô hẳn cái máy này nữa, một cái cây đè nó còn ở ở tại cái vạt mơ lường này nè, một khúc ở đằng kia một khúc ở đằng này. Cái này cái 6 đô gu anh em, 6 đô san, cái này 6 đô san máy đỏ ha. Dòng đô san này 200 mấy 300 mã lực tùy đời. Này ảnh câu gù cho nên anh bắt bình điện motor nhiều, xét ngâm hết trơn. Máy máy này lúc trên ghe nó còn cũ ấy, ba vô lửa rồi xét cháy hết. Ấy, cái này cái máy này nó cũng đấu vô hộp số kia này hai máy với bộ vô ngập hư luôn lần hai máy nữa trời, ba cái máy ngập nước vô là máy heo dầu ti bét rồi nó hư hết. Phớ liệu hết. Đi đi lên trên kia coi thử còn cái gì khảo sát cho anh em mình xem không. Nè đây có cũng rang cây láp nữa nè, rang cây láp gắn hai máy chạy với bộ vô ngập nước hơn lần hai máy đó trời. Máy này máy nhỏ gắn cái láp nhỏ máy phụ, nếu mà hư máy với thông thường thì anh còn cái máy phụ này nữa. Này vô ngập nước ngập lâu mà chìm ghe luôn mấy anh em mới phát hiện hay sao chứ. Này mà anh đi xe mà anh cũng trang bị cùng kỹ hai máy, điều vô nó ngập nước nó hư cái máy chính, bắt đầu nước nhiều quá nhiều nó nhận luôn hư luôn máy phụ luôn.
hư hẳn hoàn toàn, còn gì hết trơn. Này một là thơ chiếc xe từ Bình Định vô chở mấy cái máy này về bán lại cho mấy anh thợ máy, mấy anh có dọn lại tận dụng gì, mấy anh tận dụng không, mấy anh tận dụng phụ tùng gì đó, mấy anh tận dụng thôi. Mấy cái 8 Hino này thì giờ ít ai xài, mấy xì đá rồi nè. Bán lại cho anh em nào họ cần. Số thì nó dở xúc rửa thôi, mảnh buồn hết. Đồng cảm chia sẻ với anh em nha. Mình đi vòng vòng kỹ kỹ xíu coi thử có cái gì mà nó còn nguyên quẹn cho ảnh không nha. Chứ nhìn nãy giờ thấy không không còn gì nữa. Còn có hai cái máy vô nước, hai cái bình điện cũng vô nước, hai cái hộp số.